bác linh tay vần an tiếp vần kèn vần đây đây nhang bác vần kèn vần đây đây lai quốc bi cũng mì với quốc vừa bị thong bay bước chiên thờ bếp mất ơi bước chân ta thờ bên tai các đường đông ngoài ôm hương chuyện về câu chuyện di sản văn hóa và lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Cao Bằng. Xin chào hai nghệ nhân ưu tú ạ. Chào. Để có thể biểu diễn được một cái nghi thức then cổ như thế thì người nghệ sĩ, người nghệ nhân phải tập luyện trong bao nhiêu lâu và yêu cầu như thế nào thì sẽ biểu diễn được như thế ạ? Một tiết mục then cổ thì cũng phải tốn cái thời gian. Thứ nhất là tìm hiểu về cái then cổ giai điệu, cái then cổ. Thứ hai nữa là thuộc được lời. Và đến lúc trình diễn ấy thì là sẽ thể hiện qua những cử chỉ hành động và những cái tiết mục mà mình múa và hát và thể hiện qua trên lời hát của tiếng đàn then. Em được biết là then thì có thể là có nhiều người có thể thể hiện được nghệ nhân then, tuy nhiên là cái then cổ thì nó lại một cái loại hình khác. Vậy thì mất bao nhiêu năm thì mới tập được cái hình then đấy? Và chẳng hạn như là một bạn nhỏ vừa mới học then tính như học sinh của anh Thức thì có biểu diễn được then cổ hay không ạ? Vâng, về học then cổ thì nói chung là ai cũng học được, nhưng mà học được ít hay nhiều. Vì then cổ có rất là nhiều giai điệu, mà nhiều trích đoạn, mà nhiều cảnh về các giai điệu then cổ. Vì then cổ ấy thì là có những giai điệu về cầu an, cầu mùa, cầu phúc, chúc thọ. Vì vậy là có nhiều đoạn cảnh lính sướng khác nhau. Còn về then văn nghệ đời mới bây giờ ấy thì là nó chỉ là một bài, một trích đoạn, hoặc là một dựng cảnh nào đấy thì là hát những lời then hiện tại thì dễ nhớ hơn và người nghe cũng dễ nghe hơn. Còn lời then cổ ấy thì là nghe những cái âm hưởng, là với lại những cái tiết tấu của then cổ nó không quy định theo như là then đời mới. Nghĩa là mình sẽ biểu diễn theo cái cảm xúc của mình có thể theo giai điệu mà mình tự nghĩ ra. Vâng, có một số trích đoạn thì là vẫn lặp đi lặp lại, nó cũng gần giống nhau. Vâng. Nhưng mà một số ví dụ là đi làm lễ thì là then cổ sẽ theo cái ngẫu hứng. Vâng. Và theo cái những lời buộc miệng ra mà nói. À. Mình vậy là đúng là đi đến đâu vấp đến đâu thì là vươn đến đấy. Vì vậy là đi vừa diễn và vừa nghĩ ra, và người nghệ nhân tự sáng tác ngay tại chỗ. Vâng, tự nghĩ ra và tự hát theo âm hưởng của tiết tấu của giai điệu
then cổ luôn. Và nghĩa là phải có kinh nghiệm này, về cả kinh nghiệm về về đời sống, về văn hóa, lẫn kinh nghiệm ở trong then, hát then thì mới có thể hát được then cổ đúng không? Bởi vì là như anh chia sẻ là không phải là học theo bài, mà là đôi khi là phải tự sáng tác và ngẫu hứng ngay lúc đó thì mới có thể thể hiện được. Còn nếu mà học theo bài ấy thì là chỉ là trích đoạn, lấy những trích đoạn từng khúc của những cái bài then cổ thì là mình mới học thuộc được, thì theo giai điệu đấy thì là mình mới hát được. Chứ còn bình thường các bà Bụt ấy thì là hát cả đêm, vì vậy là theo ngẫu hứng và theo từng khúc của giai đoạn mà cầu cái gì và nội dung cầu đấy là cần nói lên những điều gì thì là người hát then là chủ đạo, và là tự nhiên những ý tưởng và những lời nói, lời hát và tiết tấu của đàn then sẽ hòa quyện vào với nhau và sẽ toát lên được nội dung của những âm hưởng của hát then cổ. Vâng, và cũng là thể hiện cái kinh nghiệm của người nghệ nhân, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà là một trong hai nghệ nhân ưu tú của huyện Nguyên Bình, bà có thể chia sẻ một chút về cái cuộc đời hát then đàn tính, về để trở thành một nghệ nhân như ngày hôm nay thì bà đã bắt đầu cầm cây đàn tính và hát then từ năm bao nhiêu tuổi ạ? Từ hồi còn nhỏ thì gia đình bà ấy thì cũng có mẹ với có các bà cô chú ấy thì làm then, làm một then, thì cho nên là cứ đêm hôm sáng trăng ra sàn, bố thì trải chiếu ra thì ra sàn thì mẹ cứ hát những cái then của các bà cụ ấy, thì hát trong thì cũng ngấm từ đấy về. Nhưng mà đến khi là 17 tuổi thì bà lại đi thoát ly, là bà không nghĩ đến cái đoạn then này then nọ nữa, không biết nữa. Đến cái năm 35 tuổi hồi ấy là bà vẫn còn đang làm việc ở trên cơ quan, bà đi nhận, coi như là nhận hai bà, coi một bà là vì cái then của cầm nhạc, một bà là coi như then cầm cái đàn tính này. Các bà còn thì chưa truyền được hết cho, nhưng mà đến khi là các bà mất đi rồi ấy, thì coi như các bà là truyền về cho bà hết, thì coi như là bà mới cầm cái đàn tính là cái then cổ ấy. Là thứ nhất là đầu năm thì nó có cái lễ giải hạn này, lễ cầu an này, lễ cầu mùa cầu màng này, lễ cầu đăng cấp này, nó có nó lễ cầu chúc của thọ này, thế rồi lễ giải hạn này. Nếu ví dụ là như thế, người gia đình người ta yêu cầu bảo là hôm nay nhà cháu là người cô về là cố gắng là, hoặc người bà về là cố gắng là giúp cho nhà cháu. Nhà cháu sẽ là làm được cái nhà mới này, cái nhà mới to, bà về bà ăn thử ăn nhà cho cháu, xong thì giải xuống giải hạn cho cháu, xong thì cầu cho gia đình cháu bình an. Đây là có như mình làm theo cái bài bản của mình, là mình thỉnh lên các tá là có như là nhập tâm vào là mình có thể là hát, là hát thành bài thôi. Thì cũng là có chú thức nữa, các thứ nữa ở bên là văn hóa huyện cũng mọi người cũng động viên cho bà, thì cho nên bà là cũng đi theo từ cái năm 1917 cho đến bây giờ, thì bà cũng gọi là năm 2017 ở 2017 thì có như là bà về bà mới hát cái then cổ này. Nhưng mà cái then cổ này ấy, thì nó không có bài bản, không có giấy tờ, không có bài bản chết, các bà cũng chỉ truyền vào mồm miệng thôi, truyền theo mồm miệng và truyền theo cái ngẫu hứng cũng như chú bảo ấy. Thì truyền về có như là mình biết đến đâu và người ta bảo mình làm cái gì thì mình sẽ là hát bài đệ, hát kiểu đấy. Cháu thấy đọc ở trong các tài liệu thì có cái từ là bà then và thầy then. Vậy thì bà là người ta gọi là bà then. Bà then. Then bụt. Bà bụt bụt. Bà then. Then. Ừ. Thế bà then và thầy then thì có giống nhau không ạ? Then và bà thầy then, bụt then nó cũng giống nhau, là nó cùng một thế mà. Chẳng qua là có người là người con trai, có người là người con gái. Dạ, dạ. Nhưng mà về cái mở đường của then bụt ấy thì nó cũng chỉ lên là mở đường, là nó cũng cùng nhau lên là như là một bài bản thôi mà. Dạ. Dạ. Anh Thức thì lại chuyên về then biểu diễn, thế nhưng mà khi mà hôm nay kết hợp giữa hai nghệ nhân thì cũng rất là hòa quyện, thì đúng không ạ? Hai chị em là lúc nào cũng có chú này, chị cũng rất vững vàng. Anh Thức có thể chia sẻ một chút về việc là mình đi lên từ nghệ thuật then như thế nào? Công việc truyền dạy then cho các bạn trẻ thì đã được đưa lên đài truyền hình rất là nhiều về câu chuyện của nghệ nhân Đinh Trọng Thức rồi. Các lớp học dành cho các bạn nhỏ học then tính. Thế nhưng mà khi từ lúc bắt đầu ấy, thì anh đã yêu then tính như thế nào? Anh có thể chia sẻ một chút về câu chuyện nhớ lại những cái ngày đầu ạ? Từ lúc em được 8 tuổi thì có một bà then, nên là bà Hảo cũng là mẹ thay, vâng, là của cô Thà, thì đi diễn ở
làm then cầu phúc, chúc thọ cho ở trong xóm. Thì được xem qua hai buổi thì lúc ấy rất là tự nhiên là nó lại thích và nhập tâm được những cái bài mà bà hát qua một lượt, sáng hôm sau mình lại diễn được theo y lời của bà luôn. Cũng giống như là trường hợp của bà Thảo đúng không? Mình khác tự biết và tự nhớ. Mà về sau là mới có một cái đàn của bà chỉ để ở trên gác, lấy xuống nghịch đánh thì là mình cũng đánh, cũng có thấy có tiếng kêu. Xong cuối cùng mới hỏi một chị ở trong làng là chị Biến. Thì chị bảo là để chị sẽ chép nhạc dạo đặc tính cho. Nhưng mà chị chỉ biết đọc qua vài lượt thôi, còn đánh thì chị cũng là không siêu lắm. Nhưng mà chị cũng biết, thì chị hướng dẫn qua hai lần. Rồi là từ đấy về là mình khác tìm tòi và khác nghe ở trên đài báo. Cuối cùng mình tham gia văn nghệ, các chương trình văn nghệ của xã, huyện, tỉnh. Và về sau là tham gia theo các chương trình của toàn quốc do Sở Văn hóa tổ chức và đi tham dự. Và lớn lên xong đi bộ đội, được đi tham gia các chương trình ở quân khu 1 và trong tỉnh đội, với lại được tham gia nhiều chương trình khác nữa. Trong lòng được nhiều bạn bè và anh em với lại các con cháu cũng bảo thích đánh theo, nghe rất là hay, bảo như thế thì là mình mới mở lớp. Mở lớp đầu tiên thì là cũng là mở lớp tại nhà, thì là lớp đấy là cũng có 3 chị em. Lớp thứ hai là có 8 cháu. Và từ lúc 8 cháu tham gia thì là dần dần là có nhiều lớp đến học, và có một số thì ở các huyện, các tỉnh, nhưng mà đến để xin học cùng, xong là cùng học hỏi qua kinh nghiệm lính sướng then tại gia đình luôn. Và sau những đợt mà đi lính sướng và hát diễn sướng then tại các chương trình văn nghệ về thì mình cũng vừa dàn dựng, vừa tập, vừa hướng dẫn các em nhỏ, và vừa mở câu lạc bộ và hướng dẫn cho các em ở tại quê hương và ngoài quê hương để mọi người cùng đam mê yêu làn điệu hát then và đàn tính và hát dân ca nói chung. Đến bây giờ thì anh đã đào tạo ra được bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu học sinh hát then đàn tính ạ? Vâng, thì hiện tại thì qua những lớp và đến bây giờ thì đã được 568 học trò. Hơn 500 học trò. Thì các học trò thì một số thì cũng đi theo con đường nghệ thuật, nhưng mà lại là làm ở các phòng văn hóa, một số thì làm ở các ngành liên quan, và một số thì là học trò là ở nhà nông, thì cũng thường hay tham gia các chương trình văn nghệ của quê hương, và cũng tham gia các ngày lễ trong phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao theo các ngày lễ lớn của đất nước. Ngày đầu tiên mà anh dạy lớp hát then lần đấy là năm bao nhiêu ạ? Vào năm 94 có một lớp có 3 cô, mà 2 cô bây giờ đã đi làm dâu tại Trung Quốc, và một cô thì làm dâu ở Cao Bằng. Thì bây giờ hiện tại các cô cũng đi lại và diễn văn nghệ. Lúc ấy thì là chỉ có 3 chị em cùng hát và cùng đàn, xong là cũng cùng đi tham gia diễn văn nghệ ở các cơ sở và ở trong huyện, tỉnh. Như nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thảo cũng chia sẻ là hiện nay thì chúng ta rất là lo lắng cho sự mai một của các di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt là thế hệ trẻ thì ít quan tâm hơn đến nghệ thuật truyền thống. Vậy thì cảm xúc của anh như thế nào khi mà ngày càng lớp học của mình ngày càng có nhiều hơn các bạn học sinh đến đăng ký cũng thích học đàn tính, và rất là nhiều bạn đã trưởng thành cũng như là tham gia nghệ thuật chuyên nghiệp? Vâng, rất là vui. Những em học sinh này ấy thì
là hướng tương lai là sẽ vẫn bảo tồn và truyền dạy được lại cho các thế hệ sau. Và rất vui là có khá nhiều em cũng thể hiện được tài năng của mình. Thì những em này thì cũng thường hay đi tham gia cùng, được cùng đi diễn và cũng cùng chung sức chung tay để truyền dạy cho các em nhỏ múa, hát và hát, đặc biệt là hát then bản tính và hát dân ca. Vậy thì nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thảo thì sao? Bà có cảm xúc gì khi mà được tham gia rất là nhiều hội diễn lớn của tỉnh? Nghĩa là ngày xưa thì bà đã, như bà chia sẻ là bà chỉ ở trong nhà để đi làm thầy then ở các nghi lễ thôi đúng không ạ? Nếu như bây giờ thì then đã được đưa lên sân khấu trình diễn rồi và bà được đi biểu diễn then ở nhiều nơi hơn để cho mọi người biết được về cái di sản đó, phi vật thể, về then cổ rất là đáng trân trọng của dân tộc mình, thì bà cảm xúc như thế nào khi được trình diễn cái nghi thức đó đã được truyền dạy từ mẹ mình đến bây giờ thì là mình đã được đi biểu diễn cho mọi người xem, thì bà thấy như thế nào ạ? Cho đến ngày hôm nay là bà rất vui vì rằng là về then bây giờ ấy, thì ngày càng phát triển và rầm rộ, và bà cũng sẽ cố gắng là sẽ giúp đỡ các cháu và truyền dạy các cháu được đến đâu là bà cũng là tốt, như là cũng sẽ giúp đỡ cho đến đấy. Và các bài là có như làm được ra thì có như là nhập tâm cùng chú thích, là có như là hai chị em và đồng lòng với nhau để truyền dạy cho các cháu, thì sau này thì ngày càng phát triển và ngày càng phong phú thêm đấy. Có câu chuyện gì trong việc truyền dạy then cho thế hệ sau mà nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức và nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thảo có thể chia sẻ để cho quý vị khán giả về cái công tác truyền dạy ngày nay, hoặc là chia sẻ về cái một cái sự mình vẫn còn đang đau đáu một cái chuyện gì đấy về câu chuyện truyền dạy di sản hiện nay mình đang vướng, hoặc là trong nghề thì có thể chia sẻ tâm sự với nhau. Vâng, có một câu chuyện, có một em bé cũng lúc đấy là cũng có được 10 tuổi này, là em bé trai cũng đứng ở cửa, mình thấy đứng ở cửa được 2 hôm bà mời vào không vào, ngại không vào, tại vì ở trong lớp học thì có tất cả các bạn học sinh thì cũng có đàn đánh hết, nhưng ngày em đấy là không có đàn, nhà đứng ở ngoài nghe xong là về sau mình lại ra chơi, cho lớp ra chơi, xong là một lúc thì thấy em nó khắc hát ở góc nhà, xong mới bảo là mình đi ra giờ sau mình nói nhẹ nhàng, mình bảo là em có muốn học đàn học hát không? Em không dám nói, em chỉ gật đầu. Mà em nói tôi rất là thương, là em muốn học nhưng mà mẹ không có tiền, bố không có tiền để mua đàn. Xong về sau mình bảo là thế bây giờ hôm nào bác về dạy ở đây thì con sẽ sang đây, sau đấy con vào lớp thì bác cho mượn đàn tập ở đây. Thì xong về sau nó gật đầu, xong là nước mắt nó ứa ra, rất là thương, và nó nói một câu là con thích hát đàn tính nhưng không có khả năng để mua đàn, con cảm ơn bác. Vâng, từ hôm đấy thì tôi lấy gương của em bé đấy kể cho các em học sinh, học trò của mình để nghe, xong rồi các em bảo là có những em sẽ quyết tâm học để biết đánh, biết hát để không phụ lòng thầy. Tôi nhớ mãi một câu học của học trò là thế. Kỷ niệm rất là xúc động, là có thể thấy là mọi người như hạnh vừa chia sẻ là nhiều thế hệ trẻ không mặn mà đến văn hóa truyền thống, nhưng không phải vậy đúng không ạ? Có nhiều bạn rất là thích, rất là yêu văn hóa truyền thống, tuy nhiên là do điều kiện thì lại chưa tiếp cận được, chưa được học. Và những người như nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức thì sẽ là những người giang những cánh tay ra để đón các bạn và để truyền dạy cho các bạn là thế nào để cho thế hệ trẻ ngày càng có nhiều người yêu này, không những chỉ yêu mà lại còn biết và giỏi đàn tính, để văn hóa của chúng ta ngày càng được lưu truyền. Còn bà Thao thì sao, bà có muốn chia sẻ về câu chuyện về văn hóa truyền thống này không ạ? Như chú Thức ấy, thì là coi như là cái thứ nhất là về cái truyền dạy, cái truyền dạy của cái then, vừa là then đời mới vừa là then đời cũ, nhưng mà chú là cũng nhập tâm rất nhanh, cũng như là bà cũng cảm thấy là
là bà cũng thấy ấm lòng. Nó chia sẻ là bà cũng có con thay, có con sở cơ, nhưng mà nó lại không nhập tâm hát được. Đấy, nó là như thế cơ, em mà nó là hát được cái tên bụt, then thế thôi. Chứ còn thực tế là then với then đàn tính, then này là nó lại không nhập tâm vào theo được. Cùng làm thì chúng chỉ then là then, then nhạc thôi. Thì còn then tính thì không có ai làm được. Vì là cái then tính này nó nhiều cái lắt léo. Nghĩa là có rất là ít người có thể hát được, đúng không ạ? Giống rất là ít người, giống như nghệ nhân Đinh Tú và Đinh Trọng Tức có thể hát được những cái đó. Trong ngày di sản văn hóa Việt Nam thì bà có mong muốn gì đối với lại các cơ quan, ban ngành chức năng để có thể quan tâm hơn nữa đến di sản văn hóa và đặc biệt là then tính của dân tộc ta? Qua ngày di sản văn hóa này thì bà mong sao là về các cấp chính quyền địa phương với các cấp coi như là về văn hóa ấy, thì tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho cái ngành then này ấy, thì ngày càng phát triển thêm và truyền dạy được thế hệ trẻ để cho sau này thì càng ngày càng phong phú thêm. Để không thì mai một thì nó là sẽ là mất hết. Vì đàn bà cũng đau đáu chỉ như thế chúng tôi. Và các cấp các ngành đã vào cuộc từ mấy năm nay rồi, cho nên là bà cũng rất vui mừng nếu mà giả sử là cấp các ngành cũng không tạo điều kiện cho ấy thì cũng không có ngày mấy ngày hôm nay là chị em mình là coi như là được về để trình diễn cái di sản này. Thay đổi như thế nào, sự quan tâm của ngành văn hóa thay đổi như thế nào qua những năm trở lại đây so với những ngày trước ạ? Nên là bây giờ cái then từ cái năm 17 trở về đây bà cảm thấy rất là vui mừng vì rằng nó rầm rộ, các cấp các ngành đều vào có như là tạo điều kiện cho và là coi như là cho ngày càng nó được phát triển rầm rộ và phong phú. Vâng, được đi lưu diễn, được đi biểu diễn ở nhiều nơi đúng không ạ, trình diễn ở các tỉnh khác nữa, Hà Giang, Tuyên Quang, rồi là Hà Nội, rồi là đây là coi như là hai chị em mà coi như là được đây là các cấp các ngành rất là quan tâm và ngày càng phát triển thêm và ngày càng phong phú thêm. Vậy thì anh Thức thì sao, anh có ấp ủ cái dự định gì trong tương lai để có thể mang đến cho các bạn nhỏ một cái sân chơi, một câu lạc bộ nó lớn mạnh hơn, hoặc là đưa cho các bạn đến với những trình diễn ở các tỉnh khác giao lưu? Và anh có ấp ủ cái ý tưởng gì cho việc phát triển truyền dạy then của anh hiện nay ạ? Theo tôi là đưa vào nhà trường, xong là để cho nhà trường vào cái chương trình ngoại khóa. Thứ nhất là tập hát, tập múa, tập những cái giai điệu múa trầu hoặc là giai điệu mà nhảy dân vũ về các thế động tác về dân gian và hát then đàn tính và hát dân ca và đưa vào những cái đội sao nhi để trong các hội thi của các trường và ở các cơ sở, đặc biệt là ở phòng giáo dục tổ chức để cho tất cả các em học sinh ở trong huyện, trong tỉnh nó được tham gia giao lưu văn nghệ và mang ý nghĩa là phát huy và bảo tồn văn hóa bản sắc về dân tộc. Nghĩa là nếu như là ở câu lạc bộ Trọng Thức thì cái số lượng của mình đào tạo ra cho các bạn thì vẫn là rất là nhỏ so với các bạn học sinh ở tỉnh Cao Bằng. Và nếu như mà then tính được đưa vào trong trường học thì sẽ có rất là nhiều các bạn học sinh biết đến then tính và yêu then tính nhiều hơn. Đây là một trong những cái mong muốn không chỉ của anh Thức mà của rất nhiều người. Những người đau đáu với then thì họ cũng mong muốn được đưa then tính vào trường học để cho không bao giờ cái then tính của dân tộc ta bị mai một mà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đúng không ạ? Rất là trân trọng và cảm ơn sự tham gia của hai nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà và Đinh Trọng Tức và những câu chuyện chia sẻ của hai nghệ nhân ưu tú trong chương trình ngày hôm nay thì rất là đáng quý và cũng mong là những mong muốn của hai nghệ nhân sẽ thành hiện thực và ngày càng có được sự quan tâm của ngành văn hóa, của các cơ quan ban ngành để cho then tính của chúng ta thì ngày càng được nhiều người biết đến hơn và nghệ nhân Chu Thị Thà sẽ được đi biểu diễn mang cái then tính cổ của mình đến với lại nhiều tỉnh thành, nhiều bạn bè biết hơn, thậm chí là các bạn bè ở nước ngoài, đúng không ạ? Và nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức thì sẽ càng đào tạo ra được nhiều thế hệ học sinh xuất sắc về bộ môn then tính này và luôn luôn giữ được ngọn lửa đam mê, ngọn lửa yêu nghề với văn hóa truyền thống của dân tộc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai nghệ nhân ạ.